Giờ này mà bà còn ngủ được nữa. Cái chuyện này chuyện chung, bà phải phụ tôi suy nghĩ chứ. Tôi ngủ đâu, tôi ngồi chứ tôi có ngủ đâu ông. Lòng dạ nào mà ngủ được chứ. Bà còn cãi nữa. Tôi thấy bà xà, bà tính xà cái lưng xuống mà ngủ. Bây giờ bà còn cãi lời tôi nữa. Thôi mệt quá. Đang ngồi rầu muốn chết là ngủ gì mà ngủ không biết nữa. Đang ngồi suy nghĩ. Ngồi suy nghĩ xong ra đây ngồi, ngồi trong đó suy nghĩ. Tôi ngồi tôi đối diện cái bản mặt của ông á. Tôi nhìn cái bản mặt của ông á, tôi không suy nghĩ được cái gì hết á. Bà mắc công tôi gây lộn nữa. Tôi mà muốn ngồi đâu bà ngồi. Thiệt á, đã rối còn gặp bà cãi cãi nữa. Thiệt tình luôn á. Tới lúc này á, mượn không ai cho hết á. Mà thấy tội nghiệp con chi. Mượn hết chỗ này chỗ nọ mà không ai cho nhỏ mượn. Bây giờ mới thấy thương con. Mới thấy được cái cảm giác bất lực khi mượn tiền không được của con. Bây giờ tôi nói bà nghe nè. Cái quan trọng nhất là hạn thanh toán tiền đã đến rồi. Mà bây giờ không trả, nó giết tụi mình chứ không có giỡn đâu. Tôi nói ông nghe. Tôi với ông bây giờ già rồi. Bây giờ tụi nó lại á, mình không có tiền trả. Bất quá nó lấy cái mạng của mình. Thì trước sau cũng chết. Mình làm thì mình chịu thôi. Đó. Nhưng mà tôi thương là tôi thương con chi. Tự nhiên à, bắt nhỏ gánh chung với vợ chồng mình. Mà nó còn trẻ nữa. Rủi cái bọn đòi nợ. Nó đánh mình. Mới đánh con cái thôi cái mình xà xuống mình xỉu. Nó quay qua nó hành hung con chi. Rồi nó rạch mặt con chi thì sao? Ê ông, tôi có cách này nè. Qua đây, cách gì? Sao cách gì? Bây giờ tôi với ông viết đơn cắt đứt mối quan hệ với con chi. Đi về giường đắp chăn ngủ luôn đi. Ngủ luôn đi. Ông khùng quá, tôi chưa nói hết. Nói hết cái gì? Nghĩ sao từ con, từ cái? Bây giờ mình từ con. Con nghĩa là mình không còn quan hệ con chi nữa. Thì bọn giang hồ nó chỉ đòi nợ mình thôi. Con chi đâu phải là con của mình nữa đâu. Mà dính líu tới con, đúng không? Bà tính hay nha, bà Dung. Ê, nếu nó lỡ làm vậy rồi không ấy bây giờ bà nhận nợ luôn đi rồi bà từ tôi. Bà đi một mình tôi ở lại đây, được không? Ông đi hả? Tôi với ông là vợ chồng, đồng cam cộng khổ. Không, khúc nào đồng cam, khúc này đừng đồng không, cam. Không, khúc này phải đồng cam thôi ha. Nhưng mà con chi nó không dính líu thì đừng để cái nó đồng cam vô, tội nghiệp con. Ông thấy sao được không? Phải ép tôi đi với bà luôn hả? Chứ sao bây giờ? Nhưng mà được không chứ bây giờ từ con nó biết được cái chuyện này. Nó hận mình luôn. Thà là để cho nó hận mình đi. Còn hơn để bọn giang hồ hành hung nhỏ tội nghiệp nhỏ. Tương lai nó còn dài mà. Ha. Cắt đứt nha. Thì giờ bà quyết định vậy thì tôi nghe theo bà chứ sao giờ. Được rồi, một chút xíu nữa nó về đây. Tôi đuổi nó ra khỏi nhà, không cho nó bước chân vô nhà này luôn. Ông điên hả? Sao điên? Tôi với ông là người ra khỏi nhà chứ không phải nó. Ủa sao cắt đứt chi rồi mình khổ vậy? Đã nói là mình ra khỏi nhà, bọn giang hồ tới đây tìm, không thấy vợ chồng mình nha. Mà bây giờ là con chi không liên quan vợ chồng mình nữa. Thì nó sẽ không hành hung con chi. Nó sẽ đi tìm vợ chồng mình. Nó sẽ tìm vợ chồng mình, bất quá đánh vài cái mình chết thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, đánh vài cái nó tìm tới nó la cái tôi chết rồi, đừng nói đánh vài cái. Còn hơn làm khổ con, được không? Thì giờ phải chịu vậy chứ sao giờ? Quyết định vậy nha. Biết mà nội quân gọi mình ra đây có chuyện gì không nữa? Hay là ổng mách lẻo chuyện ở chỗ làm, xong rồi bà gọi mình ra đây nhắc nhở. Dạ, xin chào bà. Dạ, bà chờ con có lâu không ạ? Cũng không lâu lắm đâu. Con uống nước đi. Dạ, con cảm ơn. Bà hẹn con ra đây có chuyện gì vậy bà? Bà có chút chuyện muốn hỏi con. Thời gian qua làm chung với thằng Quân, con thấy nó làm việc thế nào? Dạ, thời gian đầu thì làm việc có hơi chểnh mảng một chút xíu, hơi lơ là, mà con phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mới chịu làm. Rồi có nhiều khi còn viện lý do này lý do nọ để đi chơi nữa bà.
Nhưng mà sau này thì đỡ hơn, con thấy là tập trung hơn nè, con cũng đỡ nhắc nhở hơn. Nhưng mà còn lâu thì mới gọi là chuyên nghiệp được. Vậy đó hả? Mỗi lần tới quán, bà đều thấy con làm việc rất là chăm chỉ, rất cẩn thận. Có gì con chỉ dạy thêm cho thằng Quân nha. Dạ thôi cái này con không dám đâu. Tại vì con thấy Quân cũng không phải là dạng tiếp người mà chịu tiếp thu, chịu học hỏi nhiều. Ờ, mà quan hệ giữa con với thằng Quân là như thế nào vậy? Dạ à, thì giữa hai đứa có tình cảm nam nữ hay là... Dạ dạ không, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi, đồng nghiệp thôi. Nhiều khi còn hơi không ưa nhau nữa đó bà, chứ không có gì đâu. Vậy thì bà yên tâm rồi. Mục đích chính hôm nay bà muốn gặp con là muốn nhờ con một chuyện. Nghe nói gia đình con đang nợ nần đúng không? Dạ. À, bà xin lỗi vì đã tìm hiểu nhà con một chút. Bà muốn giúp con trả hết số nợ đó. Dĩ nhiên là đi kèm với một điều kiện. Sao tự nhiên bà lại... mà điều kiện gì vậy bà? Con giúp bà chỉnh đốn thằng Quân, đưa nó vào nề nếp, khiến nó chuyên tâm làm việc hơn. Ngoài số tiền trả nợ kia ra, hàng tháng bà sẽ còn trả thêm lương cho con nữa. Nhưng mà con nghĩ chắc con không làm được đâu. Tại con thấy Quân rất là hay chống đối con. Con nói là sợ Quân không có nghe lời con đâu bà. Nhưng mà bà tin là con sẽ làm được. Thôi được rồi, con cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi có gì trả lời cho bà biết sao. Dạ. Yeah. Alo, tôi nghe. Bà đang ở đâu vậy? Bà về nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi biết rồi. Vậy nghe. Ừ. Bà có việc, thôi bà về trước nha. Dạ. Dạ, con chào bà. Bà ơi, không lẽ nói làm liền luôn hả bà? Làm vậy là tốt cho con. Nè, ông có viết đơn cắt đứt mối quan hệ với con chưa? Tôi viết rồi. Tôi viết bằng máu và nước mắt của tôi. Cái gì? Đó là tưởng tượng thôi, máu ra mà viết. Thôi đi. Đi đi. Tội nhà mướn ông làm cái ghê vậy. Giang hồ nó tới kìa, đi vô nha. Bà đứng lên coi, giang hồ rồi đi xe hơi. Ủa? Cậu Quân. Cậu Quân. Hả? Chào cậu. Dạ, chào cậu. Con chào hai bác. Tới đây kiếm Chi hả cậu? Dạ, tại hai ngày nay rồi con không thấy Chi đi làm, cho nên con tới đây hỏi thăm cô có chuyện gì xảy ra không. Chi đi công chuyện, chút mới về cậu. Dạ, có chuyện này hơi tế nhị, bác cho con hỏi. Có phải gia đình mình đang gặp khó khăn gì không? Không. Có. Không. Có mà. Không. Không có. Dạ nếu như gia đình mình gặp khó khăn gì, bác cứ nói ra, con giúp được gì con sẽ giúp. Vậy thì vậy nè. Là cái... Ê, anh tới đây chi vậy? Đi theo tôi. Đi. Con. Đi đâu? Ê, đi đâu vậy? Thôi đi ông. Không. Tôi đã quyết định rồi. Tôi không đi nữa. Vậy ông đi nữa giang hồ tới thì sao? Giang hồ cái gì? Tôi chấp nó tới luôn. Bà có biết căn nhà này quá trời kỷ niệm với tôi, làm sao tôi bỏ đi được? Nhà mướn cha. Nhà mướn hả? Ừ. Sao cái gì tôi cũng nhớ mà tôi không nhớ đây là nhà mướn ta? Sao bỏ đi lẹ đi. Đi. Ông bà định bỏ trốn hả? Cũng bà đó, trễ một bước rồi thấy chưa. Trời.
Không có sao không? Bà trả tiền cho tôi. Cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Tôi đã nói rồi, anh đừng có can thiệp cái chuyện của tôi nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Giúp cái gì mà giúp? Chuyện của tôi để tôi tự giải quyết. Tôi không có muốn phụ thuộc vô ai hết á. Bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Sao cô phải nghĩ đó là phụ thuộc? Nói tóm lại, anh đừng có tới nhà tôi nữa. Đúng là cứng đầu mà. Được rồi, tôi không quan tâm tới chuyện của cô nữa. Mình có nên chấp nhận lời đề nghị của bà Quân không ta? Nhưng nếu vậy, nghĩa là mình lợi dụng anh ta để kiếm tiền. Dù gì, anh ta cũng có ý tốt với mình. Mình làm như vậy có hơi... Chị ơi, con ở đâu vậy chị? Về cứu ba đi chị ơi. Chị ơi, cứu mẹ chị ơi. Ba mẹ đi. Ba hành hạ ba này chị ơi. Mấy người làm gì ba mẹ tôi vậy? Hả? Có làm gì đâu. Ba mẹ của mày định bỏ trốn. Tao sợ mày nhớ ba mẹ quá nên bắt về nhà mày thôi. Thả ba mẹ tôi ra. Thì mày mang tiền về. Tao thả người. Nhưng mà thời hạn là còn một ngày nữa mà. Đúng, là thời hạn còn một ngày. Chị ơi. Nhưng quan trọng là ba mẹ mày dám bỏ trốn đã phạm vào quy tắc của tao. Cho nên thời gian chỉ còn đúng một tiếng. Trong vòng một tiếng mày mà không đem tiền qua đây thì chuẩn bị lo hậu sự cho ba mẹ mày là vừa. Thả ba mẹ tôi ra. Bây giờ làm sao để có tiền bây giờ? Ây da. Mấy anh là buông tôi ra đi, chờ đau quá mấy anh ơi. Mấy người tha chồng tôi đi. Một chút xíu nữa. Con gái kìa, con gái tôi về kìa. Mấy người gì vậy? Thả ba mẹ tôi ra. Mẹ ra. Bỏ ra. Mẹ ra. Mấy người làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Nếu như muốn thả thì đem tiền ra đây đi. Tao sẽ thả ba mẹ mày ra. Được. Nhưng mà bây giờ mấy người thả ba mẹ tôi ra trước đi. Rồi tôi sẽ đem tiền về đây trả cho mấy người. Trong vòng một tiếng. Mày tính gạt tao hả? Tôi muốn gạt mấy người. Nhà tôi ở đây làm sao mà gạt được. Muốn cái gì thì qua đây tìm tôi nè. Được. Đi đi. Nói thì giữ lời nha. Tao sẽ còn quay lại. Ba mẹ có sao không? Hôm nay con hẹn bà ra đây chắc là đã có câu trả lời rồi đúng không? Dạ. Con đồng ý. Nhưng mà không phải tại con ham tiền rồi con lợi dụng bà đâu. Mà tại vì ba mẹ con đang trong tình trạng cấp bách quá. Con không còn cách nào khác hết đó. Tốt lắm. Nhưng mà bây giờ phải thêm một thỏa thuận nữa. Là trong quá trình kèm cặp, con không được phát sinh tình cảm với thằng Quân. Con làm được không? Dạ được bà. Con bảo đảm với bà là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Tốt lắm. Đây, số tiền này có thể giúp con trả hết nợ đó. Cảm ơn bà. Con hứa là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bà đã giao cho con. Con xin phép đi trước nha. Cảm ơn bà. Chuyện cũ mình bỏ qua, vậy mày.